Kính thưa quý vị, Peanut trở thành chú chó xấu nhất trên thế giới năm 2014. Hôm thứ Sáu vừa qua, một chú chó nhỏ có tên là Peanut đã trở thành quán quân của cuộc thi những chú chó xấu nhất trên thế giới năm 2014 được tổ chức tại Petaluma, California. Peanut đã nhận được cúp vàng cùng với cô chủ Holly Chandler sau khi giành chiến thắng trước hàng loạt những đối thủ vô cùng xấu xí. Theo ghi nhận tại cuộc thi cho thấy, một số chú chó tham dự thậm chí còn bị trụi lông, bị mọc mụn cốc và có mặt bị mất cả mũi. Theo những người tham gia cuộc thi cho biết, phần lớn những chú chó này đều được giải cứu từ các trại chó lạc. Giữa hàng loạt chú chó với đủ mọi dị tật, Peanut đã giành được chiến thắng nhờ bộ lông xấu xí và hàm răng hô, nhô cả ra bên ngoài. Với chiến thắng nói trên, Chandler và Peanut đã giành được giải thưởng có trị giá là 1.500 Mỹ Kim. Chandler đã giải cứu cho Peanut từ một trại nuôi chó sau khi nó bị hành hạ và bị đốt bởi người chủ cũ. Theo cô Chandler, người đã đi từ Greenville, North Carolina đến tận California để dự thi cho biết, cô có kế hoạch dùng số tiền nói trên để giúp đỡ cho những con vật đang bị ngược đãi và chi trả viện phí cho chúng.